đứa nhỏ này làm gì cả. Trời ơi, được chưa? Mấy đứa em làm gì vậy? Mấy đứa em làm gì vậy? Ôi, làm gì vậy? Làm gì vậy? Được rồi. À, mấy đứa tự tay gắn luôn hả? Dạ đúng rồi. Dữ ha. Ủa rồi xong rồi gắn tới đó được hay vậy? Trời ơi, kỹ thuật hết anh luôn hả? Dạ. Dữ ha. Nhưng mà anh thấy thẳng chưa? Được chưa? Cảm động không ạ? Dạ xin chào bà con bác, kính chúc bà con bác mình thật là nhiều sức khỏe, cảm động dữ lắm chứ. Nãy giờ anh đi bên đó là bên đây là bên cô ốp nè. Đó, anh đứng bên đó mà anh nhìn qua đó mà anh đứng lên khóc cả buổi luôn á. Trời ơi, khóc nhiều lắm. Mà trời nắng quá nên khô nước mắt chưa. Nắng mà anh công nhận nắng dữ thiệt. Ê, ủa rồi hai anh nãy đâu vậy? Hai anh này kia, hai anh kia không có làm được gì hả? Đúng rồi, đúng rồi. Về nghỉ thôi đi. Dạ, trời ơi, mấy công nhận tới có việc rồi mấy thấy là tụi em lăn xả vậy á. Trời ơi, quá trời quá đất. Mình dữ vậy á. À, anh tầm 7 anh với chơi dù nữa, nắng mà anh còn chơi dù để tụi em. Tụi em đứng ngoài nắng gì làm gì nữa. Thôi được rồi. Anh với cậu Tư với anh Minh họ là kỳ quá. Đàn ông gì mà đừng ứng. Bây giờ là mỗi người là treo năm cột á anh. Trên năm cột hả? Mỗi người năm cột. Mỗi đứa một cột điện. Trời ơi, ok. Công nhận giỏi quá. Giờ rồi lên đây coi lại treo nữa đi nè. Thì anh đang đợi nắng kìa. Treo lên, treo nhanh lên đi. Để đem đến vậy anh, để em giác luôn hả? Dạ, em giác luôn ha, cho sư cảm động không? Thương quá. Dạ. Về nghỉ anh, để đây thì tụi em. Về anh nghỉ hả? Dạ. Về mà về vô phòng mở máy lạnh ngủ ha. Về nghỉ trưa đi. Để tụi em làm hả? Quay với tay tụi điện cái đi. Dạ. Đúng không? Được chưa? Rồi sao? Cái đó anh treo hả? Hả? À, đang treo đây mà. Anh treo đó hả? Rồi xong rồi treo xong rồi anh tụt xuống rồi nó leo lên tôi ăn nó diễn không? Phải không? Dạ, bà con bác thân mến, mấy anh em Thương Dừa đang có mặt ở thành phố Tân An. Dạ, bữa nay là mấy anh em ra quân để đi treo băng rôn giới thiệu cho đêm nhạc 20 tây tháng 4 2024 tại sân vận động Long An. Không, để anh, Tân An, anh xuống dạ, số 7 đường Trương Định, phường 9. Đừng có vậy. Phường 9 qua này, phường 2 hả ta? Nãy phường 2. Phường 2 thành phố Tân An, tỉnh Long An quá. Được. Mày lên trước đi rồi tôi đi lên trước đi. Rồi giữ hai cái chân nha. Hôm nay là mấy anh em sẽ treo rồi. Lên. Sẽ treo 25 cái 50 cái băng rôn dài và 25 cái băng rôn. Ê. Rồi được rồi, tới đây ha. Leo đây không ai thấy đâu. Leo lên kia. Leo đây không ai thấy đâu. Rồi cầm. Kéo lên trên đọt á. Mới chừng kéo cái váy lên à. Ủa anh không có báo hôm nay là ấy. Ta nay bà nay tới bay bay tay băng con mà. Ừ. Ai bảo không báo. Ừ, ai cũng ta mặc quần hết trơn. Rồi đưa cái kìm đây. Đưa kìm cho Mai kìa. Không mượn kìm. Anh cho mượn kìm anh. Rồi. Quá là hết mình. Ủa vậy rồi vậy lên bà con bác có chửi anh không? Dạ không đâu. Không hả? Mọi người rất là lăng xả tại, tại sợ là để cho gái đứa mà làm gì có anh nam mà đứa nhìn á. Có đâu, Mai tự nguyện mà. Rồi được rồi đó. Rồi hả? Rồi xuống ở dưới gì mất đi. Nhờ nhờ cái anh. Ủa vậy được chưa anh? Lên kiểm tra giùm em cái. Kiểm tra giùm em coi được chưa. Trời ơi nè. Kiểm tra coi vị trí được. Trời ơi em. Cột lại thì cứ quay. Chứ quay chứ quay chứ quay hả? Mình làm là hoàn thiện luôn á. Chứ mình không có. Trên cột luôn để đi hồi đi mất thời gian á. Được chưa? Lên kiểm tra đi cột cho chắc đi điện hồi mất. Quay đi, quay chút nó diễn xong rồi đó. Xong chưa? Nó diễn xong rồi. Rồi nó diễn xong rồi đó. Nè để anh lên kiểm tra kỹ thuật nè, cứ ngắt luôn. Diễn xong rồi. Cứ ngắt rồi. Cũng ngắt rồi nha, giờ giật không xuống nữa nè. À, mở ra. Thấy chưa? Treo cao lên nè. Thôi hạn chế về cái độ cao đó. Thôi chứ mà ảnh cũng đó, kỳ ha. Chơi vậy là không được, ảnh chỉ kéo anh mở lên, ảnh lên con xíu mà làm như vậy là làm xấu em đó. Thà là thôi vậy cũng tương đối thôi. Vậy đi ha. Chứ gì? Tuột. Quay. gì anh vậy anh, để em con bác không thân mến, đây là thông tin của đêm nhạc 20 tây tháng 4 đây à, hưởng ứng tuần lễ văn hóa thể thao và du lịch của tỉnh Long An vào tháng 11 nha con bác. Dạ có sự tham gia của danh hài Bảo Trung nè, danh ca Châu Thanh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, và nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, ca sĩ Quỳnh Trang, ca sĩ Dương Hồng Loan, ca sĩ Thùy Trang, nghệ sĩ Dũng Nhí, ca sĩ Trường Sơn, ca sĩ Châu Ngọc Tiên, bé Lan Anh, dạ MC Huỳnh Thơ, dạ Khương Dừa và bạn Nguyễn Thắng, dạ chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn vào lúc 19h20 tháng 4 2024 tại trung tâm sân vận động tỉnh Long An.
số 7 Trương Định, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Dạ. Hotline. Đặt giá là 0703 670 607. 0703 670 428. 0703 670 488. Dạ, còn bà con bác nào mà hết tiền mua điện, hết tiền điện thoại thì tới trực tiếp. Tới trực tiếp sân vận động tỉnh Long An. Dạ, số 7 Trương Định, phường 2, thành phố Tân An, dạ, tỉnh Long An. Ủa, cái này anh bị ấy rồi. Chết, cái này bị mất chữ rồi. Hậu quả không, cái này không sao, cái này bà con thuộc rồi. Dạ, 13, số 113 Nguyễn Hữu Trí, Hữu Trí thị trấn Tân Túc, Bình Chánh. Chánh. Rồi. Ở đây mà mấy cô chú Long An mà chạy lên chỗ hộ quán sẽ bị dừng lại trực tiếp với là Trương Dữ Dằn. À. Rồi, xong chưa? Dạ rồi. Dạ, cái sao tới anh diễn nha. Dạ, cái anh diễn hả? Rồi, xong rồi nha. Anh ơi, anh ơi, còn cái nào nữa? Ừ. Xong chưa anh? Ủa, rồi đây kế bên đây hả? Nói nói anh nghe tiếng đường này, đường gì anh? Biết ra không? Cái đường gì? Cái chỗ cái cô ngồi anh. Cái chỗ đường mai thì tốt hả? Mai tốt. Bà con cô bác thân mến, dạ, kế hoạch truyền thông của team Khương Dừa không chỉ đơn giản như vậy đâu. Dạ, hôm nay là chỉ là mới đi treo bản hiệu ngoài đường thôi. Dạ, ngày mai là mình làm phát thanh. Dạ, ngày mai mình sẽ có xe để mình lưu động để mình đi làm chương trình. Dạ, làm chương trình đường bộ. Dạ. Rồi phát thanh, rồi làm chương trình đường thủy nữa. Đường thủy, dạ. Đường thủy nữa. Rồi mình sẽ truyền thông qua theo nhiều đường. Ví dụ chim bay. Đường chim bay nữa. Rồi qua nhiều theo qua nhiều nguyên chất liệu nữa, với qua chất rắn, qua chất lỏng, với qua không khí nữa. Trời ơi, mệt quá. Anh ơi, anh lớn lẹ đi, em chụp cho mấy tấm hình rồi leo xuống. Rồi đội truyền thông chuẩn bị máy rồi sẵn chưa? Máy rồi, bật bật nè. Không, Trang lấy điện thoại ra để chụp dành mấy tấm hình, Trang. Ảo lắm. Chụp. Anh treo sợ chừng đó anh điện thoại thấy không, anh giả bộ té đi, anh chụp mấy mấy này ha, mấy này ha, mấy này ha, anh lộ quá cái thằng này, cái khóc thì nóng đi ghê đó, đâu má đâu, má đâu, lên nhìn đây 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 anh à, ok rồi, đây vất vả anh, mồ hôi nắng rồi. Căng quá. Không, để anh quấn. Anh quấn cho không biết đường mở luôn, cho mấy chừng nữa mấy ổng đang không biết đường mở. Được chưa, được chưa? Ơi, không ai giữ thang cho anh vậy trời. Trời ơi, giữ thang, giữ thang. Rồi, xuống. Giả bộ té. Giả bộ té. Xíu té rồi. Để, anh cái anh kia nhìn giống anh không tôm quá, giống anh không tôm vậy mà nó nhìn mà nét giống không tôm, đúng không tôm mà không tôm ra nhập. Ủa anh ơi, mấy cái chương trình trước người ta có làm cái kiểu giống mình không ta? Hả? Anh ơi, mình nói bẻ ra đường cho ta coi chứ anh đang quay vô trong đường. Anh có thấy mấy chương trình trước người ta không biết làm truyền thông kiểu này đâu, người ta không có mạnh về truyền thông ha. Làm gì là sợ, lần đầu tiên là trong một cái chương trình mà có cái nội dung truyền thông đọc lại vậy đó. Khoan sư phụ, người ta bẻ ra đường, sư phụ quay vô đây rồi. Dạ hả? Quay phải bẻ qua đây nè. Anh ơi gãy từ từ. Dạ, phải leo anh chỉnh trên kia nữa kìa. Chỉnh kia. Để anh đang. Để anh đang quay mà anh cứ cứ vô hay. Nhớ về xóa mặt bé này. Ừ. Kéo anh nữa. Được chưa? Rồi ok. Rồi. Ok. Dạ. Làm xíu nữa nó chửi, nó làm tới chiều chưa xong công chuyện nữa. Hả? Kéo trời ơi. Không, gió không thể nào ấy được đâu. Mình có làm đường diều chưa? Đường diều bay hả? Đường diều bay á, mình làm con diều hành cái băng đôn nè. Ê, giờ chiều mấy anh em mình đi thả diều. Mình ra ngoài sân đồng á, mình làm diều, mình bay lên. Lên nữa anh, còn lên nữa. Ok. Tiếp. Trời ơi, em thấy cái đội của mình truyền thông mạnh quá rồi đó. Đó, chụp hình.
Ủa? Thôi sao người ta phải gia cố lại vậy? Ờ nó diễn dữ vậy trời. Trời ơi. Không nổi nó mới diễn. Ổng cũng diễn nữa. Ổng diễn á. Mình làm treo con tre đèn đỏ luôn rồi. Cho đi thoải mái. Treo tre đèn đỏ luôn. Trời ơi. Dạ, tới đứa nào? Treo mà điều điều. Đứa nào chưa diễn? Tới đứa nào là diễn hả? Đang chưa diễn không? Yên tâm đi, về mấy cái đoạn mà nó diễn thì chắc bỏ hết hả? Bỏ hết tỉa lại mấy cái. Để cái đoạn xúc động hết. Cho nó lại. Cẩn thận nha. Cẩn thận nha Trang ơi. Cố lên nha em. Giờ đứa nào? Giờ đứa nào xui xui mà té nó diễn quá hay quá. Cao xíu nữa Trang ơi, lên một bậc nữa. Lên hai bậc nữa. Ừ. Lên đỉnh luôn trên này nè. Cao có lợi thế ha. Bước mấy bậc là lên, là em nãy lên tới cái đầu treo thang. Treo một tấm vậy là mình gửi cho mấy ảnh là hình như là 550 á. Treo tấm vậy đó. 550 ngàn. Ờ 550 ngàn á, mà mình treo này giờ là chiều mấy anh ăn không, mấy anh lãnh 550 à. Hỗ trợ thôi. Giúp người đâu xa. Chung là anh đã chia sẻ tụi em rồi, làm cái gì mình cũng nên chia sẻ giúp đỡ. Đấy, không? Dạ. Ngay cả ví dụ mình làm công việc này cho người ta lãnh lương nó cũng là một việc tốt. Dạ. Rồi xong chưa? Không biết em xong rồi phải không? Chuyên nghiệp phải không? Ở dưới nữa. Em có được cao không anh? Nè, ở dưới nữa. Tắt lương 150 á. Rồi vô. Đây. Dạ dạ. Dạ, dạ anh Quân dạ, đi công chuyện ơi. Dạ. Dạ cảm ơn anh Quân. Có cần dán trên xe anh không? Dán xe đi cho vòng vòng. À có, mình có in bạc xe dán à. Dạ. Dạ ngày mai là có bạc xe dán. Xe hả? Hồi hộp quá, không biết mình cố gắng như vậy không biết có gặt hái được không. Không biết mà không quá tới em xem chương trình. Hay nhiều khi anh em mình làm vậy tự thấy vui xong rồi không ai thôi. Xong chưa? Xong chưa? Rồi. Rồi, có ghi chú hết rồi đó, lát ghi chú màn hình. Kìa, đứa nào mua vé số kìa, biết đâu chiều trúng số cái là mình có tiền mình làm luôn. Vô đây luôn hả? Vô bác luôn. Chào bác. Bác coi ca nhạc không? Bác đi coi ca nhạc không? Bác coi không, 20 tháng 4 có chương trình ca nhạc hay lắm, con tặng cho bác vé. Bác coi không, hay là bác chỉ bán vé số thôi hả? Tưởng bác đi coi rồi, con mua vé số cho. Bác coi không? Dạ hả? Tối mà, buổi tối có nhiều nghệ sĩ hát hay lắm mà. Trời, bác không thấy đường coi hả? Bác nghe, bác vô đó bác nghe. Bảy hả? Tám. Bên đây nè, 8, 9, rồi, con lấy 10 tờ. Bác ngồi đây, bác bán đây không hả? Bán. Dạ. Bán vé số này là tờ là lời được ngàn hả bác? Ngàn. Hay là bác chuyển qua bác lấy giá của mà sao dù bác bán không, tờ con đưa cho bác 2 ngàn, 5 ngàn luôn. Thì chứ bộ, thiệt không? Dạ bác, rồi. Tờ giờ là 1 ngàn, mình đưa vé cho bác bán. Một vé mình gửi lại bác lại 5 ngàn luôn ngon bộ, đúng không? Dạ rồi, tôi cảm ơn bác nha. Chào bác. Cây này không có không? Tới cây nào à? Tới cây nào nữa em? Cây nào có đèn đường. Cái này. Đây cái này đi. Chưa đường à? Cái ngã tư này nè. Anh còn treo dọc không mà treo luôn cái này. Nắng quá ha. Quá nắng luôn. Kinh khủng. Tới ai tới đứa nào? Tới ngân. Ngân à? Tới ngân hả? À? Ngăn lên diễn. Ngăn này không cần ngăn thang đâu nha. Không bây giờ mình làm nét đi. Ngăn đu cột được nè, không khỏi cần thang. Không bây giờ ta làm bây giờ mình. Không ai giữ thang gì hả? Không bây giờ mình ngăn làm tới ngăn làm mình vô mát mình ngồi đi để cho thấy hình ảnh nó đối lập. Vô đi anh. Đúng rồi, cho hình ảnh nó đối lập để cho thấy nó xúc động phải không? Ở trên kia nó có cái móc sẵn kìa. Ờ có trời người nhìn em kìa. Ờ. Mắt như quá trời. Kìa. Cao lên xíu nữa bên kia nhìn đi. Xíu chặt không? Xoay cao lên xíu nữa, cao xíu nữa. Bước lên thêm bậc nữa đi Ngân. Cao xíu nữa. Bước lên thêm bậc nữa nó nổi bật hơn. Nó nổi bật hơn chứ. Rồi. Cái này chừng nữa có đứa nào treo đứa đó xuống dở.
không mốt có chừng là người ta phải để tên đó, cục điện, cục đèn Mỹ Thiên Ngân, cục đèn Trang MTV, cục đèn Khương Dừa. Mấy giờ trời? Mấy giờ nữa? Để là Trang từng đứng ở đây à? Đứng ở đây. 12:15 rồi. 12:15 đúng hả? Dạ. Đúng vậy. Trời. Rồi nắng anh em mình chắc làm hết buổi trưa luôn á, khỏi nghỉ đi anh ơi, khỏi cơm nước dạ, đi ha, khỏi ăn uống vậy. Trang sao còn trời ơi, mà làm mà bác đây là nhà con cưng không mà con gái cưng được không á, thương lắm á, mà đi ra nắng dễ gì mà giờ đi phải ra lăn xả vậy đó, nhà bị trời lá đó cấp cứu không, cấp cứu không, đi cấp cứu không. Tiền đình, mấy anh em mình chụp đi, dạ. Chụp xin đây nè. Đi đây nè. Anh chạy cái xe này xuống giùm em cái để cho nó đẹp. Không, nhận lấy nè, tao phải chạy ngang đây, nó phải đúng. Vô, lấy hình chụp. Vô luôn anh. Vô, bấm luôn. Rồi. Vô chụp hình luôn anh, vô chụp hình luôn. Bấm luôn anh nha. Cuối cùng mỗi mốt không ai mà kết hợp để tổ chức show mà kết hợp đi chơi băng con không à? Nhờ đầu này đi ra băng rôn. Dạ rồi, giờ đi, đi. Em qua đối diện đường anh mang cái băng rôn ngang á. Băng rôn ngang luôn hả? Ừ. Wow, dữ. Quá. Ok. Đường rộng quá ha. Đi qua làng người đi bộ nè. Trời ơi. Đấy nhanh lên, người đi bộ qua được nè. Rồi, chắc bữa nào sẽ có dành một ngày để anh xuống đây để anh tới đi luôn. Đi anh. Đứng nè, đèn đỏ rồi. Quá. Ở đâu chẹt treo đó. Tới người đèn đỏ không được đi đó. Sao hết đứa nào nói gì chưa rồi? Dạ. Nắng quá. Nó say. Nắng quá. Qua luôn rồi. Hết người. Hết xe đi qua đi. Hết xe qua đi. Trời ơi. Treo đây nè. Treo đây nè, rồi treo đi, rồi tới hai đứa nào. Tới hai đứa nào, tới dưới lại đi. Ờ, thằng nước đâu. Treo cho căng, treo cho căng nha. Ủa? Không căng chưa, khỏi ăn cơm đó. Cao lên luôn. Một cái vỏ chết, một cái vỏ đỏ hồng của em để đằng kia quên rồi. Để đằng nào? Kia. Kia hả? Xe em chạy về em lấy. Một đứa căng trước, một đứa căng, một đứa buộc trước lại ra đây nữa. Một đứa buộc trước rồi một đứa kéo ra. Đứa nào? Buộc trước. Buộc trước buộc đứa thôi. Để con buộc đi rồi tới lại căng ra. Con buộc chắc đi. Buộc hai bên đi. Buộc ở trên ở dưới luôn. Để đứa nào cố định đứa cái đi rồi mình kéo căng à. Bà Mai lo diễn quá quên cái mà quên cái vỏ hả? À? Lo diễn xong quá, lo diễn quá diễn. Kìa bà Mai cái cảnh gì mà. Xe máy đi về cái mấy giờ. Lo diễn không? Một con. Từ từ theo cái đó đã. Bà con bác thấy không nữa? Chắc là bà con bác đi ngang đi. Hình hơi nhỏ. À, không thấy đâu, đối diện thấy gì đâu. Ừ. Chỉ có đứng đây nè, bay ra. Để căng nữa. Nhưng mà bà con cô bác nếu mà không thấy thì mình đợi đèn xanh mình hả qua đây để mình coi nghe, mình đừng có vượt đèn đỏ qua đây mình xem nha. Rất là nguy hiểm á. Không cần đâu chị. Để chị hãy xong rồi. Sửa nữa hả? Máy quay thì cho khác sửa. Biết rồi, trời ơi, cứ để làm đi. Căng nè, căng đây tương vậy nè, ok nè. Vậy được không? Vậy cũng ổn mà. Anh nó muốn làm gì làm, hả? Sao anh đi sửa. Sao sửa hả? Thôi, nó chứ để em nó làm nè. Chứ để đâu, sao để nó sửa lâu mất thời gian nó. Dạ. Đâu sửa sao đâu. Sao rồi. Hả? Hôm không. Keo chừng 2 không. Xong rồi. Xéo đi, sửa đi. Sửa đi cơ. Rồi xong rồi đó. Nghĩ sao đi quay ham quay quá. Thường thường treo là kích thước này hả cơ?
Dạ. Thường thường mấy cái sự kiện là treo kích thước này hả? Được anh cứng chưa? Bên kia. Hay phải Sài Gòn đấy. À, bữa giờ anh nghe nói là em cũng đi treo nhiều băng rôn cũng nhiều chương trình sự kiện, nhưng mà đây là một cái chương trình sự kiện mà em treo mà em có nhiều cảm xúc nhất phải không? Dạ. À. Khóc kìa anh khóc. Thôi, được không? Anh em trả cái gió kia về trước nha. À. Về trả anh này em quạch. Họ làm một chương trình cực lắm bà con bác ơi. Dạ, là cái khâu mà để giới thiệu chương trình đến quý bà con của bác biết á. À, cũng cực nữa. Khương Dừa thì may mắn Khương Dừa được có kênh. Rồi đó có mấy bạn nhỏ cũng có mấy kênh. Dạ. Dạ cô. Dạ cô. Dừa. Cái tá đó rồi, chị mua mấy mấy tờ vé ca sĩ ca nhạc đi. Mấy cái nhạc hả? Dạ. Chị không có đi coi được, chứ không đi coi được. Dạ em cũng biết chơi vé số thôi, em biết chơi em cũng mua rồi. Dám đâu, em chích đổ vé số cho mấy người mua vé số. Có đâu? À luôn. Từ thành phố về. Có đâu? Xe luôn. Nói chứ chị còn mấy tờ không? Nói chứ em cũng còn mấy tờ vé ca sĩ ca nhạc, chị mua mấy tờ. Dạ lần đâu, dạ anh Nam mới thấy thiệt không? Thì em cũng mới thấy chị này ngoài luôn á. Em có thấy chị không có biết chụp tôi vô cái mạng đó tại nên chị không ủa. Dạ. Chứ chị có điện thoại đó mà chị không biết làm. Có chương trình ca nhạc hấp dẫn nè, về giới thiệu bà con lối xóm rồi đi xem chương trình đi. Anh à, biết à. Nè, chương trình nè. Dạ chị nói đi chứ còn chị có ấy đâu, chị có biết đâu. Rồi chị về chị nói cho nè, nó. Nè, ngôi sao miệt vườn. Ngôi sao miệt vườn này chị coi quải gì trong cái hả? Ờ chị coi trong cái kênh em ha. Với lại kênh trong cái điện thoại. Bữa nay là nghệ sĩ về nhiều lắm. Nè, xuống đây đi rồi xuống đây từ từ giới thiệu cho nè. Ủa chị Kháng ơi, chị giống con dừa. Dạ dạ. Nè. Dừa nè nghệ sĩ nào? Nè, nè lại có biết nghệ sĩ nào không nha. Coi rồi. Nè anh này con dừa. Ừ. Minh Nhi, Dũng Nhí nè. Dạ à, đúng, dạ Dũng Nhí. Ờ Dũng Nhí nè, rồi ai nữa ta mấy người tụi nhỏ này chị cũng biết. Rồi ở trên nè. Đây Kim Tử Long nè, cái này như cái gì? Giống gì tao quên rồi ta. Ai? Tẻ quá nhìn ra hả? Đang trường đó vậy phải không? Đang trường. Dạ hả? Phải không? Trời ơi. Đang trường. Phải không? Phải đang trường không? Anh Minh Nhí. Vậy này hả? Anh Minh Nhí á. Minh Nhí hả? Minh Nhí hả? Quên quên. Minh Nhí này Minh Nhí. Ờ này Minh Nhí rồi quá. Tiếp theo nữa, tiếp theo nữa. Ờ Minh Nhí, Minh Nhí. Tiếp theo nữa nè. Tiếp theo nữa. Này gặp của em. Rồi, tiếp theo nữa nè. Ở này cái gì quên rồi không nhớ. Ai? Cái gì Trung Thanh đó. Anh Trung Thanh. Ờ Trung Thanh. Đây. Ở cái này gì? Thầy Châu Thanh nè, biết rồi nè. Nè ai? Hình nhỏ quá nhịn ra hả? Ừ. Với lại cào quá hả? Nè ai rồi không biết hả? Ê, ê, ê. Ai? Bảo Trung. Đúng rồi. Ê, ê, ê. Nè ai? Nè. Cái này dù có ai ta? Ai? Trong đây là lột. Trong đây ai? Trong đây. Cái gì cái gì tên gì mà tên gì quên Trang Bình Trang mà cái gì Trang Bình Trang hay đúng rồi Bình Trang đây nói 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 đây đây này cũng ai rồi cô cũng quên quen không ừ chị cũng quên rồi cô cũng quên rồi Dương Hồng Loan Dương Hồng Loan phải không dạ Dương Hồng Loan còn này Bình Trang bấy dạ ở này ai nữa ta ai nhóc nghe lên hát chết thì hát bài nè hát xưa lâu lắm rồi mà giờ không nhớ chị Thiều Trang Thiều Trang hả đúng rồi ờ vậy không mắt mày cũng quen đó nè mà không biết nè này Nguyễn Thắng thí sinh nè này anh Trường Sơn nè ờ Trường Sơn rồi này con gái anh Châu Thanh con gái Châu Thanh hả dạ không con gái Châu Thanh là chị không cô không biết dạ là Châu Ngọc Tiên Châu Ngọc Tiên này là Quỳnh Thơ này là bé Lan Anh Lan Anh trong đây là chị trong đây là cô thích nghe hát nhất hả? Cô nghe thích ai hát nhất nè cô biết nói rõ chung ra là nghệ sĩ nào cô cũng nghe cô cũng yêu dạ. Thích hết á dạ. Chứ không có riêng biệt ai hết á hả ờ nghệ sĩ nào không? Cô cũng thích hết á cô hòa đồng lắm cô hòa đồng lắm hả cô hòa đồng với nghệ sĩ đó hòa đồng hả à. Người nào cô cũng thấy hết á mà bây giờ càng nghệ sĩ trẻ như nó cày giờ cái người nấy rồi nghệ sĩ nói hả anh đồ này kia nói giờ cắt hơi dài có dài chứ mình đừng dạ. Dài rồi rồi cô nhưng mà dàn nghệ sĩ này về đây biểu diễn ở Tân An là cô thấy được không sân vận động Long An á đã không ý luôn rồi ừ, con dẫn chương trình á cô về cô bắt truyền hình của tối nha hả ừ. Ơi Khương Dừa coi Khương Dừa nay biết bao nhiêu năm chưa mà dạ. Nay mới đi bắt hết Khương Dừa dạ, dạ rồi cảm ơn cô quán. Dạ rồi cô đi bán đi cô dạ cảm ơn tụi con đi làm việc tiếp rồi đi đi làm mà chơi đây con mua phụ con đi bán vì cô nên mình về ví dụ mình vừa muốn mưa cô cũng về cô bán nữa ra cô đi bán cho cô cũng thoải mái rồi cũng về.
Ủa cái tờ này là bán luôn hả? Là tờ bỏ con? Tờ bỏ. Dạ. Ờ, đỡ hơn cái những người mà Khương vừa mà ủng hộ cho ra rồi này kia cái nọ đó. Dạ. Là cái đó con nó xẹt. Dạ. Nếu không có gì trơn á, thôi thì thoải mái lắm. Nói chung ra cô bán cái số mà cô hài lòng lắm. Cô hài lòng nha. Là 16 tờ cô. Gì 16 tờ? Như đây 16 tờ. Ủa 16 tờ chứ vậy? Ờ chứ nhiêu? Ý là cô nó không tới á. Không tới hả? Ừ. Là cô bán bị ế mà cô không Không, cô không có đi hết. Kiểu như cô bán 16 á. Rồi cái cô cũng nói chung là cô hoàn toàn biết Phật pháp, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ngày cô hai thời lên Phật pháp đó là cô hai thời đó. Dạ rồi. Dạ rồi, cảm ơn cô. Rồi chúc nhiều. Chúc mấy con đưa tờ vé cho cô đi mấy đứa, đưa tờ vé cho cô đây là công tác ấy nha. Rồi công tác gì đó từ thiện. Dạ dạ, cảm ơn cô. Con tặng cô vé để cô có xem thì cô xem. Cô có xem không? Không, cô không xem đâu, rồi tặng rồi mất công bút con. À dạ 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 thôi vậy nha. Dạ để tặng, nếu cô xem con tặng cho cô vậy. Cô về có coi truyền hình không hả? Dạ dạ dạ. Dạ cô nói cho Kinh Dường nghe, biết không cô có thời gian đi. Dạ. Tối bận lắm hả? Tối cô tụng kinh rồi. Dạ. Cô về 3 4 giờ cô dậy cô tụng rồi. 4 thì 7 giờ chiều người ta pha 7 giờ tối người ta. 7 giờ mấy 7 giờ mà 7 giờ tối người ta hát mà. Mà cô 7 cô tụng tới 7 giờ 7 8 giờ rồi. Lâu lâu người ta cô có giải trí một bữa. Không cô giờ không. Dạ. Phải ở coi truyền hình này coi mấy con là đủ. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ. Có tiểu xe lại. Xe cái xe ở đâu cô? À, xe mất đâu rồi. Cô đỡ đến kia cả. Tôi có đâu? Ở đâu nãy có thấy cô đỡ đây mà. Mất xe rồi. Ở đâu mà giữ xe. Cô nhanh mất lắm à. Nhưng mà nãy mà để cho con kiếm. Thấy cô rồi, cô vô rồi mất. Cô nhớ về cô chia sẻ thông tin con nha. Ở 20 tây tháng 4 này Khương Dừa nó về tổ chức chương trình ca nhạc hoành tráng ở sân vận động Long An. Dạ dạ. Châu Thanh, Ngọc Huyền, Minh Nhi, dạ, Nguyễn Con. Dạ. Là mấy người mà dạ, thí sinh. Rồi thí sinh đó là có dạ. Cô ai luôn cái gì dạ, đấy. Dạ dạ. Ô, dạ. Tụng kinh xong rồi cô vô cô coi. Dạ. Tôi tụng kinh xong rồi cô coi. Tôi tụng kinh xong cô coi ha. Dạ rồi, cảm ơn cô nha. Cô về khỏe. Dạ cô về khỏe. Dạ chúc cô sức khỏe. Rồi, đi tiếp. Dạ. Đâu nè. Giờ tới đâu nào? Bây giờ theo xuống. Theo xuống đây luôn hả? Dạ. Rồi đi đi. Đi đi. Cô chỉ bán gì không ta? Đi ngược lại nữa hả? Chị bán gì mà? Chợ. Hả? Chợ à, thì dạ. Nghe, à. Vậy mà thế mình treo đây đi, mình treo ra ven xích nữa đi rồi mình đi. Nắng quá ha nè. Ồ. Đẹp nha mấy đứa, chụp hình mấy đứa ơi. Chụp hình nè, vô vô. Được che không tin anh. Được che mình đừng. Mình lê được. Rồi rồi. Vô vô. Ngoài. Cho nó đổi xe. Vô vô chụp hình. Dạ rồi. Rồi đi tiếp đi tiếp. Đi lại đây đi. Mình treo ngay cái ATM nè. Đằng đây hả? Dọc đây hả? Dọc đâu? Cột này mưa quá. Nãy giờ đứa này chưa leo. Kiều chưa leo à? Cho Kiều leo. Cái trụ này hơi khó. Ờ vậy cứng leo đi. Kiều leo. Hay là cứng bọng Kiều lên treo được không? Dạ. Cứng bọng mà bạn Kiều lên treo được không? Ok. Nói chứ cứng treo đi cho nhanh. Chết rồi. Ờ. Cái đường này phải đường dưới dọc anh. Tại vì đi thẳng thì nó từ xe phần để treo nhiều công chợ. Ờ. Ngang dưới này. Đem cái đi đi. Ở đây thì ngã tư thì nên treo còn nó chạy nhanh quá không? Cho nó chích chích ra ngoài xíu. Quay quay xoay ra ngoài xíu thôi. Né ra bà Mai ơi. Mấy chương trình ca nhạc về họ cũng treo gì hết cơ? Dạ.
Rồi con làm gì nữa? Họ làm gì nữa không? Bán bắt rớp. Bắt rớp ở đâu? Bắt rớp bán bạc, ví dụ như ở trong sân khấu á. Sân khấu, ví dụ như người ta làm cái sân khấu vậy là có bắt rớp ở sau hướng dẫn dạng như là đem ca nhạc đồ này kia đó. Sân khấu là của ai? Sân khấu của ai? Dạ nói chung em làm nhiều chương trình mà. Thì sân khấu thì dĩ nhiên mình nó có rồi. Dạ. Ý anh hỏi là ngoài treo gì để cho bà con bác biết thông tin đêm nhạc thì ở đây còn làm hình thức nào nữa không? Bán bánh rớp dẫn hàng rào. Bán bánh rớp dẫn như là làm ra một cái khung xong rồi kim bạc hay vậy. Căng bạc lên khung đó xong rồi ốp vô mấy cái hàng rào này. Rào xung quanh mình kiểu gì á. Dạ. Khu vực xung quanh hả? Dạ đúng rồi. Có ai mà đi quay giống vậy không? Dạ không ạ. Chưa phải không? Dạ chưa. Nó anh nói mình tiên phong mà. Chỉnh nước ra. Mình tiên phong mà. Chỉnh nước chất cặn đâu bên này đi anh. Ai làm gì đâu. Nửa đâu anh trai trên đó này em chưa có quay á. Trên nó quay nữa. Trời ơi. Cái tấm nó ngon quá ha. Cái biển quảng cáo nó đảo quá ha. Cái đó mình lên tre mình chạy được cái chương trình lên đó cái chắc là nhiều người biết lắm. Ủa mình có anh ơi chế có băng luôn nghe anh cái chỗ này. Nhưng mà làm. Nhưng mà làm đó xong không là tiền bán vé không đủ tiền để trả tiền chi phí người ta nữa. Không phải đó chị Kiều. Ủa treo nó tốn tiền á ta. Kêu ba kêu hai anh treo che cái chữ Vincom ra được không? Rồi giờ đi tiếp ra đâu nè. Cái nữa đi, cái nữa đi. Tại hai cái giống như người ta thấy cái người ta chưa đọc kịp tới đây cái người ta đọc kịp. Hả? Cái nè. Chỗ này nè. Được không? Kéo cây được không? Okay. Một cái ngang này. Ngang đây đâu có chỗ đeo đâu. Hàng rào đấy đúng anh. À hàng rào luôn hả? Hàng rào anh thấy sợ không thấy rõ quá. Đằng kia được rồi. Vậy chắc ok phải không? Rồi giờ mình di chuyển đâu? Giờ sao không treo bên cột bên chỗ cà phê kia? Cơ. Cột đèn. Bên đó thì sao cơ? Dạ. À vậy mình đi qua đó mình. Ở cái chỗ người ta ngồi cà phê đó. Kìa. Có đúng cây rồi. Cột. Được cái đó đèn của đèn đường mà. Đường mà. À bà con cô bác thân mến, mà mình muốn treo những cái thông tin này á thì bà con cô bác mình phải xin giấy phép nha. Dạ xin giấy phép bên sở văn hóa thể thao du lịch của tỉnh đó, và cấp phép mình mới treo đó. Đó mình treo để mình chia sẻ thông tin đó chứ giờ còn treo là cũng nhờ là bên sở họ quản lý luôn đó để có những cái điểm nào treo được treo và không được treo đó. Lần đầu tiên là mấy anh em Phương Dừa làm việc này luôn. Dạ. Ủa hết diễn nổi hả mấy đứa? Hả? Hết diễn nổi hả? Nói gì? Hết diễn nổi hả? Diễn hả? Ừ. Đâu đang đợi treo qua bên kia treo. Nhanh qua. Ủa anh treo ở góc đó rồi ta? Sao mình treo ở trước xí nghiệp cấp nước nè, tại vì mùa này nước rất là quan trọng. Ê, anh kêu anh quay cái mặt vô trong rồi không? Chờ từ xích vô xe. Cái đèn đỏ mình mới được vô qua. Nắng ghê. Ở đây là trung tâm của tỉnh Long An nha bà con bác. Dạ. Thành phố Tân An. Giờ đi qua. Ở tới kêu kìa. Quay nữa sao anh? Được rồi. Kiên cái nữa được rồi. Chừng nữa tự cưng đi gỡ luôn hả? Dạ. Chừng nữa tự cưng đi gỡ hả?
ý là từ khi là xong chương trình lại gỡ hả? Dạ. Rồi đi đi qua đây. Chơi. Chờ em cái để em chạy qua. Em cái đó. Không có lửa. Ủa mình cứ nhập trọng nghe xem trọng nha. Em cho cho nha. Kiều đâu lẹ đó Kiều. Để có đóng góp công sức vô đồ. Kiều. Chị nhỏ mà không có thác được. Minion lên đi Minion. Kiều lên đi xiếc. Được không? Ủa dịnh dịnh dùm đi trời ơi. Không biết cái nào là băng ron, không biết nào là kiều luôn. Được không? Một lên nữa, nữa một bước lên một bậc nữa. Quá bà ơi. Lên nữa kìa. Lên nữa. Lên tiếp bậc. Bậc nữa mới cao. Ừ. Bên trái gì Kiều ơi. Qua bên nào, ngoài đường á. Anh mình treo nhiều mấy chỗ siêu thị. À. Chỗ siêu thị treo nhiều hơn. Ừ. Mày treo cũng không có không biết bao nhiêu cho đủ rồi bác, chỉ có 50 tờ này với 25 tờ ngang à. Giờ dạ giờ thì giờ thật sự cũng không biết nữa. Có gì mà con bác giới thiệu hỗ trợ giùm. Ủa rồi con cho em đi kem bất chấp thì mai giải trí để làm cho sức khỏe dồi dào. Chọc chọc các bác xếp nha. Đừng có nói ra tại vì lợi dụng cơ hội cho thù mà. Hỏi hai anh được chưa, thấy mất công hai anh leo lên nữa sửa nữa được chưa. Để coi hai ảnh coi hỏi coi lên hai ảnh coi là cái ai treo chuẩn nhất được nhất. Còn ba Giang chưa treo. Ba Giang chưa có treo chưa, được chưa sửa giùm em. Ba Giang sửa không ở xíu ba Giang lên nè. Tại nó có cái kìm xíu á. À, nó phải gì mà chương trình nào cũng có đội mình thì tụi anh rất nhiều. Không, tụi anh sẽ làm có đội mình thì làm chậm hơn á. Thường ngày giờ là tao làm xong rồi tao về ăn cơm rồi đó. Rồi xong hả? Tao ở đây xong hả? Giờ di chuyển phải không? Ở đâu nữa? Khu vực này còn nào nữa? Nếu mà anh muốn thêm thì tay mình có máy xanh để suy nghĩ á. Trước đó hả? Dạ, nãy mình mới làm có một cổng á, còn cổng trước. Cổng rồi. Nào nữa? Ở suy nghĩ có hai cổng không anh? Tìm tóc mát của mình á. Cái cổng nãy mình làm cổng xe hơi rồi. Nhưng mà mình làm bên này chứ mình chưa có làm cái cổng đó. Cái cổng đó không được. Bên đó của người ta. Bên đó của cốt mát. Tại cái lị là đông á. À. Thì mình đi thì mình lại khu vực. Thì mình lại khu vực đó mình treo trước trước một xíu nữa cũng được. Bên đường đối diện được. Cái chợ. À. Mình treo bên đường nữa để cho bà con bác thấy. Trời ơi đi. Ờ đi đi con, anh đi nè. Quá nắng à. Được thấy cái bóng mát muốn vô ngồi hết sức. Thấy đói đói lại rồi anh ơi. Thấy đói đói, đói đói lại rồi. Đói hả? À? Anh kêu khi nào đói báo anh rồi. Anh đói hả? Để đi ăn uống liền chứ, để thôi tôi mệt á. Đi. Đi ăn uống liền. Thấy có nhiều đom đóm mắt đi. Nãy hôm nãy giờ mình treo vậy là nãy giờ có ai thấy thông tin không ta? Làm sao để bà con bác tôi biết thấy thông tin ha? Hồi nãy em thấy mình cái băng ngang đó, mình để ngang cái ngã tư đúng. Đúng rồi. Nhưng mà bên đó, nhưng mà đây nhìn qua không thấy không? Mình phải đứng đây mình quan sát thôi, mình phải suy nghĩ, mình phải động não, đúng không? Làm gì cũng phải động não. Nóng.
trước mà. Chịu chứ. Ở bên đây ta, ở kia kìa, anh treo bên đất kìa. Anh treo đất ok đó. Ừ. Đây, cái ảnh cũng làm nhiều chương trình. Anh biết làm mà. Cái địa thế nào nó cũng phúc. Ừ. Treo chỗ có mát đúng không anh? Anh mới nhìn thấy có anh kia, anh dừng lại, anh đọc thông tin, lấy điện thoại anh gọi hotline luôn á. Ừ, để coi coi. Trời ơi, mới đây anh chuyển tiền luôn rồi. Trời ơi, mua mấy vé anh? 50 vé. Em 50 vé à? Hả? Anh chạy anh đặt hotline á. Online. Anh đặt hotline á. Chuyển qua. Ờ. Ờ, thấy hiệu quá, hiệu quá. Cái giấy thường anh? Hả? Cái giấy thường. Anh là cái vé một vé VIP rồi tới một vé thường rồi một vé VIP rồi tới một vé thường đặt vé. À, đặt xe kẻ. Ờ, đặt xe kẻ. Kẻ đó. Ảnh hưởng chứ đâu. Con đứng xem nè, tò mò không? Chiều mình ra đây mình đứng mình làm gì nhảy múa đồ được cất kiểu. Hát cái bài chủ đề của tâm trường đó. Không có giống được. Không chiều hai đứa cho mình canh ra đứng ngã tư đó, mày nhìn đi, tao không nhìn đó. Mày nhìn đi, tao không nhìn, mày nhìn cái sáng mắt mày ra đi, nhìn đi, không đứng đó đứng nhìn hổ quay mấy giờ ngày nào mà mày hổ quay, nhìn đi, không nhân trong bà con bác cũng biết vậy mà có cứ nhìn ra thấy thông tin đêm nè, thiếu kỳ mày nhìn đi, thử anh giờ anh nằm gợi ý mặt của tụi em đấy, đứng nhìn thì bạn cho tụi em cái đi. Dạ rồi thôi anh đang di chuyển hả? Dạ. Di chuyển lại xin. Ok. Rồi bắt xin chào. Dạ. Chào anh. Dạ. Trời nói chứ quen đâu coi bây giờ tới trưa rồi bọn bác ơi, nói chứ đi ăn cơm nước nữa. Không có nghỉ xíu rồi giờ mát mát cũng làm tiếp. Nói chứ diễn hết nổi. Ủa cái mặt em là đỏ là nắng hay là do phấn vậy? Dạ. Đỏ là do nắng hay là phấn vậy? Do nắng hết lòng vì chương trình quá. Cô bác ơi, 24 tại thành phố Long An. Còn cái môi mà mình đánh son nhiều quá. Đánh son nhiều quá thì hồi nó chưa nắng thì nó tươi, cái hồi nắng khô lại nó bầm lại á. Nít nẻ. Tụi em đỡ có nhiều lần rồi thôi, cảm ơn mọi bác nha, giờ mấy anh em vừa đi kiếm cái gì ăn rồi xong rồi sẽ đi treo tiếp. Dạ thật sự cái công việc này là rất là quan trọng, phải có mấy anh em hỏi ăn hả? Có mấy anh em làm thì mấy ảnh làm mới xong được, chứ còn mà không có mấy anh em chắc không được không. Thôi được anh đi làm xin chơi tranh thủ làm xin chơi luôn hả? Làm ngụm da đá là đi làm miếng nước lã thôi hả? Dạ nước lã. Để rồi làm tiếp luôn hả? Đúng rồi. Ồ rồi tụi em đói bụng sao, khát nước sao, rồi nắng gì rồi mệt sao, xỉu sao? Không sao đâu anh. Dạ. Cố gắng tụi em sẽ chịu được mà. Đúng hả? Anh thấy yếu nhạc này thôi. À dạ hả? Có một đêm duy nhất 24 Long An này không mà. Trời ơi mà lúc đó là 7 giờ mình bắt đầu chương trình hả? Đúng rồi, 7 giờ bắt đầu chương trình. Thôi không được đâu. Tụi em làm ngày làm đêm vậy sao được? Hồi tối là tụi em đã thức tới khuya tới sáng để tụi em canh chỉnh rồi in ấn cái này rồi lại biên tập nội dung rồi đó. Ừ dạ. Làm ngày làm đêm mình là sức người mà phải sức trâu đâu mấy đứa mấy người vậy. Anh nói tụi em như trâu như bò vậy hả? Đâu có, mình là sức người sức trâu đâu mà tụi em làm gì chết thôi. Không cần đâu, làm vậy rồi anh nói thiệt sự là của bà con bác tới xem mà đó là anh cũng vui thấy không, rồi bán vé rồi mình cũng có kinh phí mình làm, nhưng mà có tiền rồi có được gì, tụi em cũng bệnh hoạn anh cũng đâu có vui. Trời ơi. À? Sao quá anh em mình mà. Thôi à? Anh em mình cùng nhau cố lên, mong bà con cô bác yêu thương ủng hộ. Trời. 20 tháng 4 đi cố lên 7 giờ à, rồi cảm ơn bà con bác rất nhiều nha, cảm ơn bà con nhiều sức khỏe. Yeah. Dạ bà con bác, hẹn bà con bác 24 thôi, hẹn gặp lại bác xíu nữa, giờ đi nghỉ trưa cái. Cảm ơn nhiều, mấy anh em khùng quá.